Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng ngay từ ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết, 100% công nhân vệ sinh môi trường đã ra quân dọn dẹp các khu vực công cộng và trong khu dân cư, đảm bảo cảnh quan luôn sáng, xanh, sạch đẹp. 450 cán bộ, người lao động của Công ty Vệ sinh Môi trường và Dịch vụ Đô thị thành phố Ninh Bình được huy động trong ngày đầu ra quân, tổng dọn vệ sinh ở khu vực chợ Hoa Xuân, công viên, thực hiện vận chuyển rác trong khu dân cư. Do khối lượng rác phát sinh trong Tết là rất lớn, nên công ty đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện, đảm bảo không để rác tồn đọng dài ngày. Ngày mai đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu, các công nhân vệ sinh môi trường đang tiếp tục nỗ lực tổng vệ sinh ở các tuyến đường, phố chính để nhân dân có một môi trường tốt nhất, khởi đầu cho một năm mới làm việc đạt hiệu quả cao.